Xin chào bà con đã quay lại với kênh kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Và chỉ còn khoảng một tháng nữa thì những lứa bưởi Tết của bà con sẽ được thu hoạch. Chúng ta sẽ cắt bưởi vào trước ngày 23 tháng Chạp âm lịch, gọi là ngày ông công ông táo về trời á bà con. Thì video này mình không chỉ nói đến là những cái lứa bưởi Tết nói riêng mà còn những cái lứa bưởi khác trong năm. Thì rất nhiều bà con quan tâm chăm sóc trái bưởi da xanh sắp thu hoạch làm sao để bưởi được căng da, mỏng vỏ, nặng ký, không bị khô múi, sượng múi, dày vỏ và ăn có vị ngọt, vị thanh hơn. Thì video hôm nay mình xin chia sẻ cho bà con những vấn đề thường gặp trên cây bưởi da xanh sắp thu hoạch khiến thương lái trả giá thấp trên cái mảnh vườn của bà con, là mất đi cái chất lượng nông sản và giá trị thương hiệu nhà vườn của bà con. Chúng ta sẽ đi vào vấn đề đầu tiên, đó là vấn đề về cái mẫu mã của trái bưởi da xanh. Thì trái bưởi da xanh á, nó bị vàng da. Đã gọi là một trái bưởi da xanh á, thì nó phải màu xanh đúng không bà con? Bưởi da xanh mẫu mã đẹp này, xanh trái này, tròn trái, đẹp trái này, căng da này, thì thương lái sẽ chốt giá cao trên cái mảnh vườn của bà con. Mình gọi là trái bưởi loại 1 đó bà con. Thì những cái yếu tố nó làm cái trái bưởi của bà con mình á, không lên màu xanh được, thì thứ nhất đó là vấn đề về thời tiết. Mình nói ở đây á, là câu chuyện những cái ngày cuối năm thì thời tiết mình nó chuyển lạnh đột ngột, thời tiết nó khô hanh ha. Thì vào chuyển từ mùa thu sang mùa đông, vào những cái ngày cuối năm là những cái ngày Noel đó bà con, thì cái trái của bà con mình á, nó bị tình trạng nó bị vàng gió ha. Hoặc tình trạng bà con mình để mà mình không che á, ứng như thời tiết mà nhiệt độ nắng cao á, thì những cái tia UV của mặt trời á, nó chiếu trực tiếp vào cái trái á, thì nó bị tình trạng nó nám nắng, thì cái trái của mình nó không lên màu xanh được. Thứ hai á là cái vấn đề về thiếu đi các trung vi lượng, mà đặc biệt ở đây là thành phần magie và kẽm. Thì bà con mình biết á, là magie á, là một cái thành phần trung lượng, nó tham gia cấu thành nên diệp lục trong cái quá trình quang hợp và tổng hợp lên các glucid trong cây đó. Vấn đề thứ ba là những cái vườn nào mà trồng dày nó giao tán với nhau, thì cái ẩm độ cao này, kết hợp với thiếu nắng này, khi mà cây bị thiếu nắng á, thì cây mình nó không có khả năng quang hợp và làm giảm đi cái màu xanh của cái diệp lục tố, nó ảnh hưởng đến cái màu trái, thì cái trái mình nó cũng không lên cái màu xanh đẹp được. Vấn đề thứ tư nữa là bà con mình để trái chùm và trái cặp, thì khi những cái vết mà nó dính nhau giữa hai cái trái á, thì bà con mình để ý là những cái vết đó thì nó bị nó đốm vàng á, nó lem một cái màu vàng ở những cái vết dính nhau á, nó không được lên màu xanh ha. Còn cái vấn đề cuối cùng á, là bà con mình không dùng những cái dòng mà phân bón lá để mà phun qua lá để mà dưỡng trái á. Một phần á, là phân bón lá này không thể thay thế những cái dòng phân bón gốc, nhưng bà con mình phải có để cái cây mình nó hấp thu nhanh, hấp thu tốt qua cái lỗ khí khổng của biểu bì trên cái mặt lá. Thì phân bón lá thì bà con mình phải xài tối thiểu cho mình trong thời kỳ dưỡng trái á, thì tối thiểu là 2 lần trong một tháng mình xịt ha. Rồi tiếp tục vấn đề thứ hai là ảnh hưởng đến cái chất lượng nông sản của bà con, đó là cái vấn đề là khô đầu múi và sượng múi. Thì bà con mình canh tác cây có múi á, đều gặp tình trạng này, trái mình nó ăn nó dễ bị xốp này, bị sượng này, nó khô này và ăn nó không có ngon. Là mất đi cái giá trị thương hiệu nhà vườn của bà con rồi. Ví dụ như người ta ăn cái đợt này ăn cái trái mình nó ngon, nó ngọt, mỏng, nước thanh, thì đợt sau á, thì người ta vào chốt cái giá nó được cao hơn đó. Đó là cái giá trị thương hiệu của bà con. Bà con mình phải xây dựng cho mình một thương hiệu riêng, thì sau này thương lái mình á, có gì người ta tìm đến mình và mình chủ động cái nguồn mà mình về giá và cũng như cái nguồn cung đó. Về cái vấn đề mà sượng múi á, thì thứ nhất á, là do bộ rễ mình nó yếu. Thì bà con mình cũng biết rồi, cái cơ chế hút dinh dưỡng á, chủ yếu là rễ ha. Thứ hai là qua lá, rễ là chính ha. Mà khi mà rễ mình đã yếu và bị tình trạng nó thối rễ rồi, thì cây mình nó không hút được dinh dưỡng và nước này, thì nó dễ bị cái tình trạng là bị khô đầu múi. Kết hợp với những vườn nào bị vàng lá thối rễ á, bà con mình cây mình để vàng lá thối rễ thì nó dễ bị tình trạng sượng múi ha, nó ăn không ngon. Vấn đề thứ hai là bà con mình bón quá nhiều kali. Cái tập quán xưa giờ của bọn của nhiều nhà vườn á, là những cái tháng cuối cùng bà con mình thường bón kali với một hàm lượng kali để cho nó ngọt trái á. Xưa giờ bà con mình vậy, nhưng vô tình bà con mình bón nhiều quá thì nó gây tình trạng nó sót rễ, nó cháy rễ,
thì nó lại quay lại cái vấn đề đầu tiên là rễ mình không hút được dinh dưỡng, như vậy là nó cũng gây tình trạng nó khô đầu múi và sửa múi đó. Thứ ba nữa là khi bà con mình lạm dụng bón các dòng mà vô cơ ha, mình nói là ngộ độc clo á, có nghĩa là bà con mình bón những dòng, thứ nhất là kali clorua này, kali muối ớt này, thứ hai á, là những cái dòng mà NPK có chứa hàm lượng là kali clorua đó, thì bà con mình cũng hạn chế bón, mình ưu tiên dùng những cái dòng kali sunfat này, gọi là kali trắng đó, hoặc là dòng kali hữu cơ, nó tốt hơn so với kali clorua ha, bà con mình cũng nên ha đó, chỉ nên bón ít không nên bón nhiều. Vấn đề thứ tư là bà con mình là không bón đủ hữu cơ. À, bà con mình cứ chú tâm vào cứ bón NPK, NPK kali thì bà con mình nhiều vườn á, là không không bón hữu cơ luôn. À, thì bà con mình cũng nên ha, nên nên ưu tiên vào vấn đề hữu cơ cho mình. Khi mà có hữu cơ tốt á, thì nó tạo một cái nền móng cho bộ rễ nó phát triển khỏe. À, thì cây mình nó phát triển một cách bền vững và lâu dài. Bón hữu cơ để tốt cho đất và từ đất nó tái tạo ra một hệ vi sinh dinh dưỡng và nó tạo nền móng cho bộ rễ nó phát triển được tối ưu hơn. Thì bà con mình có thể ủ những cái dòng phân chuồng ha của nhà mình á, mình có điều kiện thì mình ủ phân chuồng, hoặc là mình mua những cái dòng hữu cơ, những cái hồng hữu cơ vi sinh á, nó có cái uy tín trên thị trường á, để mình bón cho cái cây của nhà mình. Tiếp theo nữa là cái vấn đề mà cây bị thiếu hụt canxi thì nó cũng dễ bị sửa múi ha. Nó từ chuyển từ mùa mưa sang mùa nắng thì cây mình nó thiếu hụt canxi, mà cái thành phần canxi á, là nó rất quan trọng trong việc tạo cái độ mọng nước, nó tăng cường tạo cái rễ bên và hệ thống hút của cái lông hút bà con. À, thì nó cần thành phần canxi á, nó rất quan trọng, thì bà con mình nên bổ sung. Có thể cây nào sửa múi thì có thể bổ sung một ít hàm lượng là canxi nitrat ha. Đó, vấn đề cuối cùng á, là những cái vùng nào mùa bị khô á, bị khô và thiếu nước tưới á, thì nó cũng ảnh hưởng đến quá trình mà sửa múi ha. Nên bà con mình phải có một hàm lượng nước tưới cân đối để cho cái cây mình nó phát triển và nó giữ được cái độ ngon, độ ngọt của cái trái bưởi ha. Rồi, vấn đề tiếp theo ảnh hưởng đến đó là cái trái bưởi của mình nó ăn nó không ngọt và có vị chua, vị đắng. À, là vì sao? Thì bà con mình quan tâm đến cho mình, đó là vấn đề về thứ nhất là về kali ha. Bón thiếu kali cũng không được mà thừa kali cũng không xong, thì nên bón với một hàm lượng kali vừa đủ. Và bà con mình nên bổ sung những cái dòng axit amin ha. Axit amin là cái thành phần cấu tạo nên protein á, thì cũng nên bổ sung vào. Đó. Thì mình dư thừa kali á, thì khi bón thừa kali á thì gây ra tình trạng nó đối kháng ion, nó làm cây mình không hút đầy đủ các chất dinh dưỡng như là magie và nitrat, kiểu như là nó không dịch chuyển được cái ion á, thì nó khó hấp thu được dinh dưỡng khi mà thừa kali. Rồi. Thứ hai là khi mà dư thừa ở một cái mức nó cao á, thì nó làm tăng áp suất thẩm thấu của môi trường đất. À, khi đó thì nó sẽ ngăn cản cái sự hút nước và cái chất dinh dưỡng trong cây. Đó. À, khi bón thừa nữa thì một phần nó cũng làm cháy rễ và nó ảnh hưởng đến cái quá trình mà nó hút dinh dưỡng, à, tổng hợp được các chất hữu cơ cần thiết trong cây. Thứ ba nữa đó là vấn đề mà thừa đạm và thừa lanh, thì cái cây mình nó khó hấp thu kali thì nó cũng dễ tình trạng nó bị không ngọt và bị chua ha. Và khi mà cây thừa đạm á, thì cái cây mình nó là có ưu thế ngọt mà con. Khi cây thừa đạm á, thì cây mình nó sẽ đi đọt mạnh, thì dẫn đến tình trạng nó cạnh tranh dinh dưỡng giữa sinh trưởng và sinh trưởng. Thì cái cây mình nó không, nó ưu tiên cái sự sinh trưởng thì nó ít, nó nuôi cái trái của mình, thì như vậy á, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng trái của bà con. Đó. Thì khi bà con mình bón thừa đạm, và thừa đạm có nghĩa là khó hấp thu kali, khó hấp thu kali là thiếu kali, mà kali á, là nó giúp cái quá trình nó hãm cái đọt lại. Khi bà con mình phun những cái dòng mà phun dạng kali á, thì nó hãm cái đọt lại, thì giúp cái quá trình nó đỡ đi cạnh tranh giữa sinh trưởng và sinh sản, thì nó sẽ tập trung vào nuôi cái trái được tốt hơn. Đó là vấn đề yếu tố dinh dưỡng cây trồng. Và vấn đề cuối cùng nữa đó là vấn đề mà trong điều kiện mà bà con mình để ý đi, mưa nhiều á, trong mùa mưa á, thì ăn những cái trái bưởi của mình á, nó cũng không ngọt, đó là ảnh hưởng đến cái việc nó làm loạn dinh dưỡng đi ha, lượng nước mưa nước tưới không cân đối ha. Đó là vấn đề về những cái yếu tố nó ảnh hưởng đến làm cái trái mình nó không ngọt, nó có vị chua và vị đắng. Rồi tiếp tục một vấn đề nữa đó là vấn đề về cái mẫu mã trái, nó bị nứt trái và rỗng ruột. Thì từ lúc trái nhỏ, cái bà con mình không cung cấp dinh dưỡng cho cây mình cân đối, ví dụ như đặc biệt là thiếu đi cái thành phần canxi và đồng,
đó thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng trái. Thì khi mà từ nhỏ bà con mình không cung cấp đủ dinh dưỡng á, thì đến tháng thứ năm thì nó sẽ phát triển nhanh, từ tháng thứ nhất đến tháng thứ tư á, thì nó sẽ hình thành một cái vách tế bào. Từ tháng thứ năm á, thì nó sẽ tập trung nuôi nhân. Mà bà con mình không cấp cúc đủ dinh dưỡng á, thì cái nhân này mình á, thì nó sẽ nở ra thì nó dễ tình trạng nứt trái ha. Thứ hai á là nó thay đổi cái độ ẩm đột ngột đó, từ mùa mưa sang mùa nắng đó bà con, và ngược lại thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng trái. Thứ ba nữa là bà con mình lạm dụng các chất sinh trưởng đó, thì có nghĩa là khi bà con mình dùng các chất sinh trưởng quá nhiều á, thì ví dụ như phun nó căng da ra ha, nó nở quá mức thì tế bào nó phát triển quá nhanh, không cân đối và không đồng đều, thì cái vỏ mình có xu hướng nó nứt ra đó. Tiếp tục nữa là những cái vết thương cơ học do côn trùng chích thúc á, thì nó cũng là những cái vết nhỏ thôi, nhưng mà sau này nó nứt 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 từ từ ra đó, thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng trái. Và vấn đề cuối cùng là bà con mình không cung cấp đủ các trung vi lượng cần thiết cho cây. Đó là những yếu tố nó tác động đến cái mẫu mã, và cái trái mình nó bị nứt trái rỗng ruột, và khi đã rỗng ruột rồi á, thì nó sẽ không nặng ký bà con, bên trong là không khí trong mà, thì cân nó sẽ nhảy ký và nó mất cái năng suất cho bà con đó. Vấn đề tiếp theo nữa đó là nhiều vườn gặp tình trạng này là cái ruột mình nó không lên màu, nó không lên một cái màu đỏ tươi mà nó cứ nhạt nhạt, nó ngã sang màu trắng. Thì vấn đề đầu tiên đó là thiếu đi các trung vi lượng cần thiết, mà ở đây đặc biệt đó là cái vi lượng sắt và những cái thành tố về axit amin ha. Vi lượng sắt đó là một cái nguyên tố vi lượng, là nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái quá trình mà tạo màu của trái cây. Mình không nói riêng là bưởi da xanh đâu, mà nó ảnh hưởng đến là cam, quýt, sầu riêng này, mít này, những cái dòng cây ăn trái khác, thì bà con mình cũng nên bổ sung cái vi lượng ha. Thứ hai là về đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết của cái vùng miền, là thứ hai, thứ ba ha. Là đặc biệt là cái khu vực mình đi rất là nhiều ở khu vực Tây Nguyên, là ở Đắk Nông này, Đắk Lắk này, là ở đó là một đất đỏ Ba Gian. Thì bà con mình để ý là mặc dù mình chăm sóc đầy đủ đa trung vi lượng axit amin và hữu cơ, nhưng cái trái mình nó không lên được cái màu đẹp. Đó là vấn đề về vùng đất, thổ nhưỡng và khí hậu. Đó, nó cũng rất là phức tạp ở cái vùng đất Tây Nguyên. Nó cũng khó bà con. Thứ tư nữa đó là vấn đề về cây giống. Nhiều bà nhà vườn á, mình chọn những cái giống mà nó không chuẩn, những cái giống mà lai tạp, hoặc là những cái gốc ghép, những cái gốc ghép nó không chuẩn á, thì nó ảnh hưởng đến cái màu trái, nó không lên cái màu đẹp ha, nó lai tạp qua cái giống khác rồi. Vấn đề cuối cùng nữa là nhiều vườn là cũng nên bổ sung cái axit amin. Axit amin á, là nó tổng hợp nên protein á, thì nó là thành phần chính tạo nên protein ha, và đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa và phát triển của tế bào. Đó là những cái yếu tố mà nó tác động làm cái trái của mình nó không lên một cái màu đẹp ha. Những cái thành phần trên á là nó ảnh hưởng đến cái trái của mình. Và tiếp theo, phần tiếp theo á, là mình sẽ hướng dẫn cho bà con cái cách mà bón phân từ cái tháng thứ năm đến khi thu hoạch. Mình sẽ chia thành hai giai đoạn. Tháng thứ nhất đến tháng thứ tư á, thì mình sẽ đi những công thức nào trái mình nó sẽ phát triển về nhân về vết tế bào, hình thành vết tế bào ha, thì mình sẽ đi công thức là 20 20 15. Nhưng mà chuyển qua những cái tháng thứ năm rồi á, thì mình cần một cái hàm lượng kali cao để nó nuôi cái nhân ở bên trong. Nó hạn chế cái tình trạng một số trái. Tùy thôi, tùy cái vườn thôi, từ tháng thứ tư hoặc tháng thứ năm thì mình sẽ chuyển qua đi công thức là 15 năm 25 này, hoặc là 17 năm 23 này, mình giảm cái lượng đạm và cái lượng lân lại. Để cho nó đỡ tình trạng nó sổ trái. Và bà con mình ưu tiên dùng những dòng mà NPK có thành phần là kali sunfat ha, kali trắng của mình á, gọi là K2SO4, hạn chế đi những dòng mà clo á, kali clorua, giống như lúc nãy mình nói rồi, thì bà con mình cũng hạn chế ha. Về NPK thì định kỳ một tháng bà con mình cũng nên bón một lần cho cây, mình chia ra ha. Nếu mà những cái cây nào mà nhiều trái thì chia ra nhiều lần bón. Ví dụ ở đây liều lượng bón là mình bón 50 trái thì mình bón 500 gram trên một lần cho một cây ha. Những cái cây nào mà nhiều trái, ví dụ cây neo 100 trái này, thì mình sẽ là có nghĩa là 1 kg đó, thì mình sẽ chia ra 2 lần bón. Một tháng mình sẽ bón 2 lần đó, ngày 15 ngày 30 mình sẽ bón ha, kiểu như vậy. Đó là mình sẽ chia ra nhiều lần bón đối với những cái cây mà nhiều trái, không bón một lần 1 kg, 1,5 kg cho một cây, thì nó dễ bị tình trạng nó sót rễ, nó cháy rễ. Giống như đầu video mình đã nói rồi, thì trong cái điều kiện mà giá phân bón nó tăng quá cao đi,
Đó thì bên nông nghiệp xanh đã đưa ra một giải pháp thay thế NPK cho bà con, đó là dòng ca mắc amino. Thì mình sẽ nói đến công dụng và tiếp theo slide ấy, thì mình sẽ chiếu về những cái tại sao là tiết kiệm chi phí cho bà con. Thì mình sẽ so sánh khi bà con mình xài ca mắc ở những dòng sản phẩm của nông nghiệp xanh và những cái dòng NPK thì xem nó tiết kiệm chi phí như thế nào. Về cái dòng ca mắc này á, là một dòng mình nhập khẩu, được nông nghiệp xanh nhập khẩu từ châu Âu. Về cái nguồn gốc của ca mắc này á, là những cái thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em mà con. Đó, những cái bã thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em á, thì nó chứa một cái hàm lượng dinh dưỡng và hữu cơ rất là cao. Đó, những cái thành phần trong này á, là có một chứa đạm hữu cơ này, đạm hữu cơ là khoảng 4%, và đặc biệt là ca mắc gọi là kali cao bà con, thì kali hữu cơ nó rơi vào tầm là 30% đó ở thành phần hữu cơ ha. Thì nó sẽ giúp cái công dụng của ca mắc á, là nó nuôi cái trái mình nó mỏng vỏ, nặng ký, lên màu và đặc biệt là ngọt trái ha, và mỏng nước. Mỏng vỏ là bà con mình để ý là chuyển từ tháng thứ tư đến tháng thứ năm trở về sau á, thì mình cần một cái hàm lượng là kali cao. Thì nó thúc cái nhanh được nặng ký này, và ăn nó có vị ngọt, có vị thanh hơn là nhờ mình xài những cái dòng mà kali hữu cơ đó. Cái vai trò thứ hai á, thì nó sẽ giúp tăng cái sức đề kháng cây trồng và tăng sức chống chịu với những cái mầm bệnh, giúp cây mình nó tăng sức đề kháng ha. Và cái thành phần chất hữu cơ trong cam mắc rất là cao, nó rơi vào tầm 35 phần 5%. Thì khi mà chất hữu cơ cao á, thì nó sẽ giúp cải tạo đất này, chống thoái hóa này. Trong cái điều kiện bà con mình xài những cái dòng mà vô cơ, những cái dòng hóa học nó quá nhiều đi, nó làm chai đất và chất hệ vi sinh, thì cái thành phần ca mắc này nó giúp cải tạo đất cho bà con mình tưới vào rất tiết kiệm, nó có mùi thơm dịu nhẹ của hữu cơ ha, một cái dòng nhập khẩu rất tốt và thay thế được dòng NPK bà con mình hay xài. Và tiếp theo trong cái quá trình nuôi trái thì một cái chất mà bà con mình thường xuyên là hầu như bỏ qua, đó là acid fulvic, là mình gọi là fulvic gel đó. Fulvic gel có nghĩa là cái thành phần fulvic ở dạng gel. Fulvic là nó có phân tử bậc cao của humin và humic. Trong một cái quặng á, thì người ta khai thác ra humin, humic, nhưng mà dòng fulvic này rất là ít này, rất là hiếm và khó khai thác hơn, nên cái giá thành nó cũng hơi cao hơn so với cái dòng humic. Thì công dụng của fulvic gel á, là nó sẽ giúp căng da, mỏng vỏ, và đặc biệt á, thì nó sẽ chống nhanh nhanh trái, những cái vườn nào mà con mình bị sồ trái này, bị sồ trái này, nhanh đít trái này, hay bị túng túng lại cái đít này, thì mình xài cái dòng này rất là tốt, nó căng da, nó mỏng vỏ, hạn chế sồ trái ha, dày vỏ ha. Thì bà con mình xem những video mình quay á, thì những cái vườn nào mà xài được cái dòng Fluvit này á, nhìn một cái vỏ nó rất là bóng, rất là sáng, mà nó căng da rất là đẹp, trái xanh trái. Thì trong thành phần Fluvit á, thì nó vừa nó có cái thành phần kích rễ nhẹ nữa, thì nó hạn chế đi tình trạng sượng trái bà con đó. Ngoài ra thì Fluvit có nó có công dụng là tăng cái độ mọng nước, giúp cái trái mình nó lên một màu rất là đẹp, rất là đẹp và ngọt trái. Những cái vườn mình xài Fluvit á, thì nó rơi vào tầm tháng thứ sáu, tháng thứ năm đến tháng thứ sáu thôi, nhưng mà cái ruột mình nó lên một màu rất là đẹp. Mình cam đoan với bà con một điều á, mình chắc chắn luôn, bà con mình xài được cái dòng Fluvit này ở thời kỳ nuôi trái thì chắc chắn một điều, cái ruột mình nó sẽ lên một màu rất là đẹp từ tháng thứ năm. Mình đi rất là nhiều vườn mà mình test rồi đó. Và Fluvit á, thì nó khi bà con mình ăn được cái trái dùng Fluvit á, thì nó là kiểu như có vị ngọt mà vị thanh, nó vị thanh tao á, nó rất là ngon ha. Thì Fluvit nó cũng làm tăng năng suất và cái chất lượng, khi mà cái trái mình nó mẫu mã đẹp này, thì nó đạt loại một, thì bà con mình bán được giá cao này, và trong ruột lên màu đẹp này, ăn mọng nước ngon này, thì thương lái mình nó sẽ chốt giá cao trên cái mảnh vườn của bà con, và để lại cái thương hiệu riêng cho cái nhà vườn. Hôm nay ăn trái của nhà anh sao mà nó ngon, nó ngọt, nó đẹp quá. Rất là nhiều vườn xài được cái bộ này, bộ sản phẩm ca mắc và phu vít này, và nhà vườn mang lại những cái phản hồi tích cực khi mà xài cái bộ đôi ca mắc và phu vít này. Rồi tiếp theo mình sẽ so sánh cho bà con cái chi phí khi mình xài ca mắc, phu vít và NPK. Mình sẽ tính cho cây nuôi trái ha. Mình tính NPK trước đi. Hiện tại thì các dòng NPK mình ở đây là ví dụ là dòng nuôi trái từ tháng thứ nhất đến tháng thứ tư là 20-20-15 này, và tháng thứ tư hoặc là tháng thứ năm trở về khi thu hoạch đó là 17-23. Đấy. Thì bà con mình sẽ bón, mình nói ví dụ ở đây là 50 trái cho một cây đi, thì một cây mình sẽ bón là 5 lạng, là 500 gram.
thì 1 ký bây giờ nó rơi vào tầm 26.000 rồi, có nghĩa là NPK 1 tháng mình sẽ tốn 13.000 đồng cho 1 cây. Nhưng mà là với ca mắc và Fluvit, cái dòng ca mắc này á, thì bà con mình là pha được 8.000 lít, mình dùng cho 300 cây thì ca mắc chi phí nó tầm 5.000 đó bà con. Đó. Và Fluvit á thì nó cũng pha được là 40 phi 200 lít, tương đương với 8.000 lít thì mình xài cho 300 cây. Đó, thì mình tưới 1 cây nó tầm khoảng là 30 lít, 20 đến 30 lít thì nó rơi vào tầm 300 cây ha. 300 cây thì chi phí của Fluvit là 4.200 thôi. Vì chi như là 9.200 đồng mà chia cho 13 thì nó sẽ tiết kiệm được tầm 30 đến 40% so với bà con mình bón ở VK. À, với cái hàm lượng tưới với ca mắc Fluvit á, cái cây nào bà con mình cảm thấy trái nhiều và cây mình nó suy suy mình có thể tưới nhiều được không sao. Và ca mắc Fluvit là những thành phần hữu cơ sinh học cao cấp, bà con mình có thể vừa tưới vừa phun để cho cây mình nó tăng khả năng hấp thu, đặc biệt là những giai đoạn cuối thì mình có thể vừa tưới vừa phun ha, nó rất tốt cho cây. Đó, thì ngoài cái dòng phân bón gốc rồi á, những cái tháng cuối thì mình nên bổ sung cái hàm lượng đó là những cái dòng sản phẩm phun qua lá. À, thì mình sẽ chia ra 2 cái bộ cho bà con. Đó, những cái dòng sản phẩm mà phun qua lá để mà dưỡng trái. Dòng dưỡng trái không có nghĩa là phun lên trái không nha bà con. Mình đi nhiều vườn bà con mình lầm tưởng là phun lên trái không là không đúng. Mình sẽ phun qua lá để mà cái lỗ khí khổng trên bề bì của lá thì nó sẽ hấp thu dinh dưỡng vào cái trái của bà con. Đó, thì nó sẽ dự trữ trên cái mặt lá. Thì về cái bộ sản phẩm của nông nghiệp xanh á, thì nó sẽ đầy đủ đa trung vi lượng và axit amin và vitamin. Nó đầy đủ dinh dưỡng. Tại sao mình phối nhiều dòng sản phẩm như vậy? Nó tại vì trong một cái chai mình không thể phối tất cả các đa trung vi lượng axit amin trong một cái chai được. Như vậy là nó tạo cái tủa mà không có thể phối được bà con ha. Về công thức của bộ dưỡng trái thì mình sẽ pha 250 ml axit amin and fulvic cộng 250 rít 10. Rít 10 này là một dòng chuyên nuôi trái. Cộng một gói combi bột sủi. Combi bột sủi là một trung vi lượng mình nhập khẩu từ Thái với hàm lượng canxi sắt rất là cao, thì nó là giúp cái trái mình nó sẽ lên màu xanh ở bên ngoài và nó cái ruột mình nó lên màu đỏ ở bên trong, rất là đẹp trái ha. Có nghĩa là một chai này cộng một chai kia cộng 4 gói kia mình sẽ pha được 800 lít. Vị chi như là 560.000 đồng cho 800 lít là 4 phi. Và giá một phi nó rơi vào tầm là 140.000, rất là tiết kiệm chi phí. Và thời gian phun là bà con mình 1 tháng phun tối thiểu cho mình được 2 lần. Có nghĩa là 15 ngày mình phun một lần. Những cái vườn mà cảm thấy suy quá có thể 10 ngày mình phun một lần để tăng cái hiệu quả dùng các dòng phân bón lá dưỡng trái cho bà con. Rất nhiều vườn xài những cái dòng sản phẩm của nông nghiệp xanh và cái trái mình nó lên màu rất là đẹp, căng da mỏng vỏ, mọng nước và ngọt trái. Rồi tiếp theo là cái bộ dưỡng trái, bà con mình sẽ luân phiên xịt cho mình 2 cái bộ này để cho dinh dưỡng mình đầy đủ và cần thiết, đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng là đa trung vi lượng axit amin ở cái dòng phân bón lá dưỡng trái. Về cái bộ phun lá thứ hai thì mình sẽ xài công thức là một chai Wonder cộng một chai bao kẽm cộng một gói kali silic. Một gói kali silic thì mình sẽ pha được là 8.000 lít tương đương với 4 phi. Vị chi như là 500.000 cho 800 lít là giá một phi nó rơi chỉ tầm là 125.000 và có thể cộng chung thêm một gói combi để khi mà pha chung ha. Đó, cái giai đoạn cuối rồi thì mình sẽ tăng hàm lượng kali và silic ha. Kali ở trong thành phần kali silic là rất là cao. Nó sẽ giúp ngọt trái lên màu đẹp, bao kẽm là sáng da ha, bao kẽm sáng da xanh trái. Thì bà con mình cứ luân phiên cho mình 2 cái bộ dưỡng trái như vậy để cho cây mình nó đầy đủ dinh dưỡng, trái mình nó sẽ lên màu đẹp. Chi phí bà con mình tính ra nó không bao nhiêu đâu bà con, 125.000 cho một phi, nó rất là rẻ, tiết kiệm. Đó, thì ngoài cái dòng mà dưỡng trái, những dòng dinh dưỡng rồi thì bà con mình cũng nên quan tâm đến, đó là những cái dòng mà trị côn trùng. Đó, trị côn trùng gây hại ở những cái tháng cuối rồi á, thì bà con mình lưu ý cho mình những cái con là ruồi vàng ha. Đó, với những cái hoa mới nở thì bỏ trĩ này, nó đậu trái bằng trái non thì bỏ xít muối này. Đó, bà con mình sẽ quan tâm nhiều đến cái vấn đề về về sâu bệnh cho mình. Đó, có thể kết hợp thêm những cái dòng nấm để nó trị ghẻ ha. Đó, thì về tinh dầu sinh học á, là bộ đôi tinh dầu của nông nghiệp xanh thì không nói nhiều rồi. Bà con mình xem rất nhiều video của mình á, thì mình quảng cáo rất nhiều và bộ đôi này đi hàng rất là nhiều ha. Và đợt này á, mình đã nâng cấp cái tinh dầu này rồi. Lúc trước á, cái lô hàng trước á, thì mình cũng xin lỗi bà con và bà con mình cũng thông cảm cho bên mình. Cái lô hàng đầu trước á, là mình có phối cái hàm lượng tinh dầu nó hơi cao, dẫn đến tình trạng khi bà con mình pha với nước á, pha vào phi mình phun á, thì nó lợn cợn cái ốc trâu á, nổi trên mặt á, tại vì mình đã phối cái hàm lượng tinh dầu nó quá cao đi, nó hơi cao đi,
nhưng vậy nó mới hiệu quả đó bà con, tinh dầu cao nó mới hiệu quả đó, rồi nó ảnh hưởng đến cái quá trình nó phun nó hơi bị nghẹt bét đó, thì bà con mình cũng thông cảm cho bên mình đó, mình đã phối. Tại vì tinh dầu á, bản chất của tinh dầu á, là nó không tan hoàn toàn được trong nước và nó chỉ tan đến ngưỡng bão hòa mà thôi. À, thì bà con thì cái lô hàng đợt này á mình đã cân chỉnh hàm lượng cho phù hợp rồi, bà con mình không bị tình trạng nổi óc trâu giống như hồi xưa nữa ha. Rồi thì những cái vườn nào á mà đang xài tinh dầu sinh học của nông nghiệp xanh á thì có thể đặt hàng lại cho mình cái lô hàng mới để mà xài nó sẽ ok hơn cho bà con ha. Trên đây thì mình cũng xin chân thành xin lỗi bà con cái lô hàng đợt rồi gây đến những cái thứ mà khó chịu trong cái việc bà con mình phun thuốc, thì mong bà con thông cảm cho bên phía nông nghiệp xanh ha. Mình làm như vậy để mà luôn luôn nâng cấp thay đổi để mà nó đem lại những cái giá trị tích cực cho bà con thôi, thì bà con mong bà con mình thấu hiểu và cho bên mình ha. Những cái dòng này bà con bổ đôi tinh dầu sinh học rồi bà con mình có thể trị được những con côn trùng, ví dụ như là sâu vẽ bùa này, bọ trĩ này, rầy sân, nhện đỏ này, nhện dế này, nhện trắng này, hoặc là ruồi vàng, rệp sáp, mọc xít muỗi ha. Bà con có thể phun tất cả các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng trên sản, và đặc biệt ở thời kỳ ra hoa mà con mình cũng phun được tinh dầu, nó không gây tình trạng nó nóng bong, nó mát bong, nó giúp cái cây mình nó xả nhị, nó đỡ tình trạng bị côn trùng và những cái vết mà bị côn trùng nó chích hút, đó là bồi đầu tinh dầu sinh học đó. Thì đó, ở trên đây thì mình đã chia sẻ cho bà con những cái vấn đề về khiến bà con mình thương lái trả giá thấp trên cái mảnh vườn của bà con, và những cái yếu tố dinh dưỡng về cái cách bón phân với có thể thay thế NPK để tiết kiệm chi phí. Bà con mình so sánh những cái vườn mà xài nó theo nông nghiệp xanh á thì nó sẽ tiết kiệm chi phí, tại vì mình phun những cái thời điểm nó đúng, không phải là mình mặc định mình 7 đến 10 ngày mình phun một lần, thì mình sẽ chia ra tùy thời điểm. Ví dụ cái thời kỳ mà dưỡng hoa thì mình có thể 5 7 ngày mình phun một lần, còn dưỡng trái là 15.000 mình mới phun, chứ đâu phải mình phun liên tục cứ 7 10 ngày mình phun đâu bà con. Đó, thì bà con mình tính chi phí là bên mình nó tiết kiệm hơn so với ngoài thị trường, nhưng mà nó hiệu quả đúng thời điểm ha. Ở trên đây là những cái chia sẻ riêng của mình về cái quy trình dưỡng trái, quy trình chăm sóc trái. Thì chúc bà con đợt này khi mà những cái lứa bưởi đợt này thì nó hơi thấp, nhưng mà chắc chắn một điều là những cái lứa bưởi Tết và những cái lứa sau nữa thì chúc cho bà con chốt được cái giá cao hơn và cao hơn mong đợi của bà con, và chúc bà con mình canh tác một cây bưởi da xanh được đẹp và chinh phục cây bưởi da xanh được tốt ha. Rồi nếu bà con mình cần quan tâm tư vấn hoặc thấy những dòng sản phẩm mình quảng cáo ở trên phù hợp và có thể liên hệ vào số điện thoại mình đặt ở trên màn hình là 0948 661 669, mình sẽ tư vấn tận tình cho bà con. Rồi xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau của kỹ thuật cây trồng nông nghiệp xanh. Bà con mình nhớ nhấn nút like và nút đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều video hữu ích cho bà con. Rồi xin chào bà con.